Hello, xin chào nha. Hôm nay là một buổi chiều mưa ngày thứ hai. Ngày mưa rất là to ở Đà Nẵng. Một bạn khách nhắn tin nhanh cho mình, bảo có người giới thiệu mua lấy nhanh cái lồng Baby Fit. Mình tranh thủ đóng hàng rồi cho đi luôn. Lồng này là lồng nhập ở lồng nhập ngoại về nha. Đây, nhân vật chính của mình đây nè. Trong này thì có một cái khăn nè, khăn xám xanh siêu thấm rất là tốt, giặt lau xong là bắt đầu giặt lên là phơi lên rất nhanh khô. Một cái dây nguồn này sạch, hướng dẫn sử dụng đó, toàn tiếng Trung không, đọc không hiểu gì nhưng mình hướng dẫn các bạn luôn. Đó, cho nhân vật kính cho đây. Nó hình tròn, rất nhẹ, lồng này chỉ có 4,4 kg thôi. Đóng gói xong thì khoảng tầm 11 kg. Để ngay ngắn vào đây. Dây nguồn thì cắm vào nha, cắm phía sau này. Các bạn chú ý mình là cái giắc này là giắc 3 chân, chuẩn châu Âu hay châu Mỹ gì đây. Hơi bị cong thì uống lại. Giắc 3 chân. Ok, cắm phía sau này. Em quay lại gần đây. Cắm phía sau này. Phía sau này có một miếng đệm lọc không khí này, để nó hút không khí vào đây. Nhắc ba chân này, các bạn kiếm một cái loại từ ba chân ra hai chân đó. Còn nếu như mà có cái ổn áp như thế này thì càng tốt luôn. Nhà mình có ổn áp này, cắm loa thì mình cắm vào đây. Rồi, quay lại gần một hộp đây. Cửa này thì mở từ hai bên được luôn nha. Này cũng được, hoặc là mở bên ngược lại bên đây cũng được. Cái này bỏ vào đây. Rồi, quay lên đồng hồ. Này có nút cộng, nút trừ nè. Cộng, nút trừ này. Mũi tên quay lại và hai mũi tên quay lại này. Bây giờ mình bấm cái mũi tên đầu tiên nha. Các bạn thấy dấu chấm ở đây, tức là đang chỉnh độ C. 37 này, 38. Đó. Thường thì mình chỉ để khoảng 39 thôi. Bấm một lần nữa thì là 30 phút, tức là hẹn giờ mình để 10 phút hoặc là 40-45 phút tùy các bạn. Mình đang test cho nên để cũng nhanh thôi. Và sau đó, sau khi đã chỉnh xong các thứ nha, bằng bấm lúc này một lần. À, bấm thêm một lần nữa giữ. Lại đèn rất đẹp. Đó, như vậy là chúng ta cho cái mèo vào. Cái mèo lồng này thì cũng vừa mèo khoảng 8-9, thậm chí là 12 kg đấy. Nhưng mà chỉ ví dụ như một bé, còn nếu mà mèo 3-4 kg thì cũng khả năng vừa hai bé đó. Bạn nào muốn liên hệ mua hàng nhanh thì là Zalo 0327072422 nha. Đây, thời gian đang chạy ngược về này. 3 này, 2 này. Đây là nhiệt độ hiện tại của lồng này. Còn cái này là nhiệt mình chỉnh thì nhiệt độ nó sẽ tăng dần lên. Nhiệt độ sẽ tăng dần lên đến khi mình chỉnh. Trong quá trình xoáy mọi người vẫn có thể chỉnh được nhiệt độ nha. Chỉnh nè. Đó. Quá trình xoáy vẫn có thể chỉnh được. Đây, rờ tay đây, thấy rất là nóng nè. Nó đầu ấm lên rồi đó. Và như vậy là hết thời gian thì nó sẽ tự tắt thôi. Rồi chúng ta xem hết thời gian nó sẽ như thế nào nha. Rồi, đưa máy đây. Đấy. Cái này là nhựa ABS rất là nhẹ.
nhẹ, có hình tròn. Thì cái chiều kích thước của nó là khoảng bằng một ô gạch của mình, 60x60 đó. Mở bên này cũng được. Thời gian sấy một bé anh lông ngắn thì khoảng từ 40-45 phút. Thì nhà sản xuất người ta tặng kèm cái khăn kia, thì trước khi cho vào là các bạn lau cho nó trước, lau ráo trước từ đặc biệt là phần chân với phần đuôi rồi hẳn cho vào. Bật lòng cho nó lên khoảng 37-38 độ trước. Này, nhiệt độ trong lòng nó lên tới 32 độ này. Còn 2 phút 45 giây nữa là ngừng. Như bạn thấy nó rất là êm ái đúng không? Đây mình cho vào trong, cho điện thoại vào trong lòng luôn. Rất là êm. Zalo mình là 0327072422 nha. Và clip của mình chắc dừng tại đây thôi. Mình phải tranh thủ đóng gói gửi đi cho khách nữa. Đó, xin chào các bạn.